đây là hầm ngục cấp s chỉ cần tuân thủ các quy tắc là có thể thoát ra ngoài chàng trai này được xem là yếu nhất loài người ngay cả hầm ngục cấp thấp nhất cũng khiến anh thương tích đầy mình thế mà bây giờ đội của anh lại đi lạc vào hầm ngục cấp s muốn thoát thì cần phải giải mã các quy tắc một phải kính trọng thần hai phải tán dương thần ba phải tin vào thần khi anh chưa hiểu những quy tắc này là gì thì đã có một thanh niên nào đó tự tin vào tốc độ của mình và cái kết này mọi người hãy quỳ xuống như vậy có thể đảm bảo quy tắc đầu tiên phải kính trọng thần. Bức tượng liền nở nụ cười huyền thoại, giải mã thành công quy tắc đầu tiên. Hầm ngục liền chuyển sang giai đoạn 2, nhất định phải tán dương thần. Quy tắc này cực kỳ khó hiểu, ngay cả niệm chú cũng không được. Sau một lúc vừa chạy vừa nghĩ thì anh đã nhận ra, chỉ cần đến bức tượng nhạc cụ thì nó sẽ phát ra âm thanh trình diễn tán dương thần. Vì cứu cô bạn nên khi anh đến thì đã mất đi một chân. Chỉ còn một quy tắc nữa thôi, lúc này ở giữa hầm ngục xảy ra sự biến đổi. Khi có người đi vào thì một ngọn lửa màu đỏ sẽ cháy lên khi đã đủ thì ngọn lửa màu xanh sẽ xuất hiện như đồng hồ đếm ngược và cánh cổng mở ra các bức tượng với vũ khí trên tay bắt đầu tiến lại gần chỉ cần mọi người nhìn thì nó sẽ đứng yên nhưng cửa đã mở thì mấy ai có thể giữ bình tĩnh được từng người từng người một rời đi cánh cửa cũng dần đóng lại các bức tượng ngày càng gần hai người hãy rời đi đi tớ sẽ ra sau dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận và thế là chỉ còn anh tại hầm ngục này ăn một đống hành trước cửa tử đến khi nhát chém cuối cùng cũng là lúc ngọn lửa màu xanh dập tắt bạn đã đạt tư cách trở thành người chơi có chấp nhận không đây rồi quy tắc thứ ba luôn tin tưởng thần